Dự báo giá heo hơi ngày 8 tháng 9, các địa phương điều chỉnh không đồng nhất giá heo hơi hôm nay cao nhất 60.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng cao nhất 2.000 đồng 1 kg. Trong đó, các địa phương bao gồm Bắc Giang, Lào Cai và Vĩnh Phúc cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Sau khi tăng một giá, heo hơi tại Phú Thọ được giao dịch ở mức 60.000 đồng 1 kg, ngang với Thái Nguyên và Thái Bình sau khi tăng 2.000 đồng 1 kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên biến động không đồng nhất. Chi tiết, tỉnh Bình Định điều chỉnh giảm 2.000 đồng 1 kg về mức 55.000 đồng 1 kg. Ngược lại, sau khi tăng, thương lái tại Bình Thuận thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng 1 kg. 56.000 58.000 đồng 1 kg là khoản giá được ghi nhận tại các tỉnh khác. Cùng với đó, giá heo hơi miền Nam tăng 1.000, 2.000 đồng 1 kg. Sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng 1 kg. Cùng thời điểm, 58.000 đồng 1 kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Trà Vinh, tăng 2.000 đồng 1 kg. Tỉnh Cà Mau điều chỉnh giá heo hơi lên mức 59.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg.